Có mặt tại cửa lò, nhiều du khách đã có cơ hội được trải nghiệm ngắm bình minh vào các buổi sáng và cùng tham gia làm sạch biển với người dân địa phương. Tại mình đi ra đây từ sáng thì mình thấy các bác thu gom các cái rác thải, các cái viên gạch này thì mình thấy là các bác làm những cái việc ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Mà mình rất là trân trọng hành động của các bác, tại vì những cái hành động này mình thấy là thật sự là bây giờ rất là thiếu. Mà thấy các bác làm như vậy mình rất là quý, rất là mến các bác, nên là mình ra mình hỗ trợ một tay để cho biển nó sạch sẽ đẹp hơn. Từ thành phố Vinh xuống thị xã Cửa Lò hiện nay có rất nhiều tuyến đường thuận tiện. Là một người rất yêu biển nên bà Thạch Thị Kim Hương và nhóm bạn thân thường xuyên xuống với Cửa Lò. Tại đây bà Hương cùng nhóm bạn của mình không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, mát rượi, mà như đã là một thói quen. Mỗi lần xuống với Cửa Lò, bà Hương lại cùng mọi người dành thời gian để thực hiện một công việc hết sức ý nghĩa, đó là cùng nhau tham gia thu gom rác thải trên bãi biển. Xuất phát từ đâu để mà mình có một cái những cái hành động như các bạn ở đấy á, thì đó là chính vì mình yêu biển và biết ơn biển. Bởi vì biển đã cho mình một nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời, gia tăng cái sức khỏe. Và chính vì vậy mà mình muốn làm sạch đẹp để mọi người cùng đến đây, cùng được đón nhận cái nguồn năng lượng yêu thương ấy từ mẹ biển. Và những cái hành động nhỏ này và cảm thấy là mọi người chung tay như thế này, cái biển Cửa Lò là cái nơi đáng đến và đáng để trải nghiệm. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì làm được những cái việc nhỏ như thế này. Nhiều du khách khi về Cửa Lò đã rất yên tâm để các con và gia đình mình được tắm biển và sử dụng các dịch vụ thoải mái. Được tận mắt chứng kiến các hoạt động làm sạch môi trường của chính quyền và người dân ở đây, để những du khách về đây được hài lòng hơn, bản thân họ rất vui. Lần đầu tiên được đến bãi biển Cửa Lò, cảm nhận rằng bãi biển sạch đẹp, bãi cát thì các con có thể chạy nhảy nô đùa trên cát mà không có sợ rác hay là các cái vật sắc nhọn. Đây là những cái chuyến trải nghiệm rất là vui vẻ của gia đình, và có điều kiện thì chúng tôi sẽ quay lại tiếp tục du lịch ở tại Cửa Lò. Hoạt động làm sạch bãi biển của du khách khi về với Cửa Lò không chỉ thể hiện tình yêu của mình với biển cả, mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm đối với biển, với môi trường của du khách đã được nâng lên, đồng thời cũng cho thấy sự đồng hành của du khách với chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường biển.